Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các ơ cao trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ác tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS, sò tiện lợi và đặt mua ác BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Ok nha, anh em cũng có thể thấy thì hôm nay chúng ta sẽ đi test con hàng Fernando Torres mùa CFA ở mức thẻ cộng 5. Đây là mùa thẻ mà kỷ niệm mà cho team Color Chelsea đấy anh em. Với mùa thẻ này thì chúng ta lại quay lại với Fernando Torres với chiều cao 1m86, 78 cân và thể trung bình. Như vậy là mùa thẻ này sẽ quay lại với thông số mùa thẻ Icon, mùa thẻ NTZ nữa. 1m86, 78 cân và thể trung bình. Riêng chỉ có trường hợp đặc biệt đó là của mùa thẻ EBS ở mức lương 24 thì nó sẽ là 1m83, 78 cân và thể hình nhỏ. Và cái xu hướng của mùa này cũng sẽ quay về với lại mùa Icon là mùa NTZ, đó chính là xu hướng 32. Như vậy là cái phong cách chơi theo mình dự đoán thì nó cũng sẽ tương tự như mùa NTZ và mùa, để liệu xem là cái mức thẻ cộng 5 của mùa CFA này nó sẽ được đánh giá như nào so với mùa thẻ Icon anh em nhé. Trước tiên, nếu mà nhìn vào bộ chỉ số thì chúng ta có thể thấy được cái sự tương đồng về tốc độ cũng xem đã khoảng 115-116. Cái lực sút của mùa này tăng hơn 3 so với Icon nhưng mà lại sút xa thấp hơn 4, chỉ là 97. Về cả Icon và NTZ thì Torres chưa bao giờ đánh giá cao về khả năng sút xa. Hầu hết những pha mà ra chân trong vòng cấm của Torres mới là điểm mạnh của anh chàng này. Cùng với đó là khả năng chọn vị trí và vô lê rất là tốt. Về khả năng truyền trọt, có lẽ là mùa CFA cũng đang thua kém hơn so với lại phiên bản Icon này. Thua một vài điểm truyền ngắn và tương đương truyền dài, tạt bóng kém tận 9 điểm, sút xoáy kém 2 điểm. Và đặc biệt là mình phải nhắc đến đó là chỉ số thăng bằng kém tận 9 điểm. Mặc dù đã ở mức thẻ cộng 5 rồi nhưng mà thăng bằng của Torres mùa này chỉ dừng lại ở mức 105 thôi. Còn phiên bản Icon là lên tận 114 liền. Khả năng cao là về phần dê dắt cũng như là về phần tranh chấp thể chất của Fernando Torres mùa thẻ CFA này sẽ đuối hơn tương đối so với lại Icon. Ngoài ra thì các cái điểm khác nó cũng không quá đáng kể. Bù lại thì chúng ta có cái AI của mùa này, đó là AI huyền thoại, cùng với đó là 5 sao kỹ thuật cá nhân. Còn bộ chỉ số ẩn vẫn như cũ: ăn vạ, sút xoáy, ma tốc độ, sút và tạt má ngoài và bấm bóng. Có lẽ là không để anh em đợi lâu nữa, chúng ta cùng vào test anh em nhé. Torres rất nhanh, một pha chọn vị trí tốt của Torres. Không đưa. Torres này gần như là đá 4-2-2 là nó sẽ lùi về tận giữa sân cơ anh em ạ. Lùi rất sâu luôn. Tốt. Ui rồi, sút quả chân trái ZD kìa. Mình còn tưởng quả đấy ra ngoài cơ. ZD, hay quá. Torres có khả năng sút xa không được tốt nhưng mà ZD lại khá là ổn định luôn.
không đưa. Không đưa. Ăn hôi. Úi giời, mẹ ông này ZD với quả rất láo nhá. Thề với ông luôn. Ông này có cái kiểu ZD sệt 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 bóng đi rất là hiểm luôn. Ui, không được, ngang vai các ông nhá. Con này ZD à? Con này vương khẳng định anh em là con này ZD à? Tốt. Đúng rồi, nói chung là IPS là cái phiên bản nó khác so với lại NTZ, Icon và mùa Chelsea này. Còn về bản chất của Torres thì vẫn là phải những tình huống mà đón chọc khe chạy như này thôi. Đã build up lên đã thua rất nhiều so với những con hàng cũ dần. Sau khi test xong con hàng Fernando Torres mùa thẻ CFA thì mình sẽ đưa ra cho anh em một số cái nhận định như sau. Trước tiên là cái phần thể hình thể chất nhá, thì nó sẽ tương ứng với lại hai con hàng đó là NTZ và Icon mình cũng đã đề cập với anh em từ lúc nãy. Đó chính là 1m86, 78 cân và thể hình trung bình. Điểm yếu thấy rõ của con hàng CFA này và con NTZ đó chính là về phần thể chất khá là yếu. Con này tốt hơn con này thể chất nhưng mà cũng không ăn thua. Mình thấy là cái phần thăng bằng vẫn khá là hạn chế. Nếu mà so với chỉ số tổng quát của nó 103 nhưng mà thăng bằng chỉ là 99 thì không ăn thua lắm. Cái điểm này thì chúng ta có thể thấy rõ so với bản Icon của Torres. Thì Torres Icon đã có cái thăng bằng nó lên ở ngưỡng 114 rồi. Mình cũng đã đề cập ở đầu video đấy. Xoay lưng lại so với đối thủ thì anh em vẫn có thể đè C. Vẫn có thể đè C được, nhưng mà nếu mà đối phương khỏe quá đẩy thì khả năng cao là Torres bị loạn choạng. Còn hầu hết những tình huống ngang vai của Torres thì mình thấy bị đẩy ra rất nhiều, gần như là không kiểm soát được bóng. Cái điểm mạnh mà mình vẫn sẽ nhắc lại cho anh em đó là về phần tăng tốc độ này vẫn rất là mượt. Hầu hết những tình huống mà Torres có bàn được ấy đều là nhờ vào cái tốc độ của Torres ăn những cái đường chọc khe từ đồng đội ở tuyến tiền vệ gửi lên phía trên. Cùng với đấy mình nhắc luôn về phần dứt điểm của Torres. Cái mùa CFA này nó dứt điểm tốt hơn so với lại mùa NTZ, nhưng mà nó vẫn đang đuối hơn so với Icon. Còn nếu anh em so sánh bản CFA này với lại IPS, mình đánh giá là xem so với lại IPS. Để mà đánh giá chi tiết hơn một chút thì mình ưng IPS hơn về cái khoản dứt điểm. Vấn đề thứ nhất là nó nằm ở phần thể hình nhỏ. Thể hình nhỏ thì chắc chắn là xoay sở nó sẽ tốt hơn so với thể hình trung bình rồi. Và cái thứ hai nữa đó là về phần thăng bằng nó cũng hơn 4 điểm. Nên là các góc độ mà anh em dứt điểm trong vòng cấm thì cái tư thế dứt điểm của Torres IPS bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn. Đấy là cảm nhận của mình. Có một cái điểm đặc biệt mình thấy rất nổi bật ở con hàng Torres này đó chính là về phần ZD. Tức là cái phần chỉ số sút xoáy của nó cũng chỉ là 106. Thì những tình huống ZD của Torres nó không có cái đường cuộn thực sự là đẹp giống như kiểu dạng như là Neymar, Messi hay là Ronaldinho. Thế nhưng các cái tình huống mà ZD ấy thì bóng lại đi rất hiểm. Không hiểu lý do vì sao lại như vậy.
ZD ngoài vòng cấm tốt nhưng mà xa lại không tốt, cận vòng cấm thì chắc là vẫn sút được. Về bộ kỹ năng truyền trọt cũng như NTG vậy, thì con này truyền cũng không khá hơn, nó cũng xem xem nhau, phải có góc thuận lợi và đủ rộng thì anh em mới nên truyền. Tiếp theo là về phần dê giáp thì có cải thiện hơn so với NTG, nhưng mà theo mình thấy là nó không đáng kể so với lại bản Icon. Con này giữ bóng cũng không thực sự tốt, có thể xoay người một vài tình huống trong vòng cấm được, nhưng nó không phải là ổn áp để anh em có thể liên tục sử dụng. Đánh đầu thì cũng coi như phế luôn. Nếu mà không có những tình huống mà Torres chọn vị trí bỏ được sự theo kèm của hậu vệ đối phương ấy, thì gần như là những tình huống tranh chấp của Torres mình đánh giá rất là thấp. Để mà nói thì cái xu hướng của con Icon và NTG gần như là y hệt nhau, và mình đá mình thấy không có sự khác biệt về phần di chuyển. Thì hai con này nó sẽ giống nhau ở cái điểm là nó sẽ có lùi xuống, nhưng mà nó không lùi xuống bằng con hàng CFA này. Còn nhìn chung là với cái mức thẻ cộng 5 này, mình đánh giá Torres ổn với cái lối chơi vẫn là lựa thời cơ đón chọc khe từ đồng đội thôi. Những cái tình huống mà build up lên trên và phối hợp ở gần sát vòng cấm, hoặc là khi mà Torres gặp phải những hàng phòng ngự mà đông người ấy, dày đặc ấy, thì con này gần như là rất khó đá. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều. We'll be right back.